Tiểu sử Thanh Trúc, nữ diễn viên xinh đẹp sợ đại gia. Thanh Trúc là một nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng trong làng điện ảnh tại Việt Nam. Sở hữu gương mặt khả ái, lối diễn xuất chân thật, chuyên nghiệp, nữ diễn viên được người hâm mộ biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Những Đóa Hoa Ngọc Lan, Hạnh Phúc Muộn Màng. Diễn viên Thanh Trúc tên thật là Phạm Lương Thanh Trúc, sinh năm 1986 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những gương mặt nổi tiếng xếp thứ 581 trên thế giới, xếp thứ 34 trong danh sách những diễn viên nổi tiếng nhất trong tổng số 60,25 triệu người dân Việt Nam. Năm 2009, nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1986 còn được biết đến khi xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký nhận giải. Nữ diễn viên đã được yêu thích nhất tại Mai Vàng và giải thưởng truyền hình HTV. Với ngoại hình đẹp, lối diễn xuất thu hút, Thanh Trúc nhanh chóng trở thành gương mặt nữ diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Việt Nam trong những năm trở lại đây. Nữ diễn viên từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định năng lực của chính mình với đông đảo khán giả gần xa. Hai bộ phim đánh dấu tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1986 là bộ phim Những Đóa Ngọc Lan cùng với nam diễn viên Quý Bình và bộ phim Hạnh Phúc Muộn Màng đóng cặp với nam diễn viên Huy Khánh. Từ nhỏ, nữ diễn viên đã bộc lộ đam mê nghệ thuật. Năm 15 tuổi, nữ diễn viên Những Đóa Ngọc Lan đã cùng một số người bạn thành lập nhóm nhạc mang tên Pha Lê, hoạt động ca hát chủ yếu tại các tụ điểm, phòng trà, quán bar như Điểm Hẹn Sài Gòn, Không Tên, v.v. Tuy nhiên, ca hát hình như không mang đến thành công cho nữ diễn viên. Từ khi bước chân vào nghề, cô cũng đã không ít lần tách nhóm, thay đổi nhóm nhạc. Tuy nhiên, vẫn không gặt hái được thành công như mong đợi. Một thời cô cũng được biết đến khi kết hợp với ca sĩ Minh Hằng đầu quân cho công ty Thiên Thi và trở thành cặp đôi song ca vàng vào thời điểm đó. Diễn viên Thanh Trúc cũng từng đoạt nhiều giải thưởng như Mai Vàng và HTV Awards. Tuy nhiên, phim chiếu rạp dường như lại hơi oái âm cho diễn viên Thanh Trúc. Trước đây, Thanh Trúc từng có một vai nặng ký trong bộ phim Bụi Đời Chợ Lớn, nhưng tác phẩm này không được phát hành. Vì vậy, bộ phim Chồng Người Ta là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Thanh Trúc được ra mắt công chúng. Diễn viên Thanh Trúc nói về hành trình không mấy thuận buồm xuôi gió. Thật ra khi làm nghề, từ đầu tôi đã không nghĩ mình có duyên với nó. Nghề chọn tôi chứ không phải tôi chọn nghề. Nhưng hiện tại tôi nghĩ nó là cái nghiệp của mình thì mình phải làm thôi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Tôi là người thích sự an toàn. Tôi sợ khi đạt đến đỉnh cao thì cũng sẽ dễ bị tụt xuống. Đặc biệt là trong showbiz, đỉnh cao sẽ khiến tôi thấy áp lực. Tôi nghĩ ông trời sẽ cho mình những gì mình xứng đáng, chứ không áp lực phải nổi tiếng bằng mọi giá. Cuộc sống của tôi rất yên bình và mình đã đem đến lợi ích, sự giải trí cho khán giả. Tôi chỉ cần gặp khán giả và được họ thương quý là đủ. Còn lại tôi nghĩ mọi thứ cần duyên. Nếu có duyên thì tôi sẽ cháy hết mình. Diễn viên Thanh Trúc được đánh giá là một mỹ nữ trên màn ảnh. Ngoài nhan sắc, diễn viên Thanh Trúc còn có khả năng ca hát. Nhiều người cho rằng sở dĩ diễn viên Thanh Trúc chưa vươn lên thành ngôi sao là do cô chưa biết cách tạo dựng hình ảnh quyến rũ cho bản thân. Gần đây, diễn viên Thanh Trúc đã có khuynh hướng thời trang hấp dẫn hơn và táo bạo hơn, như cách cô lý giải. Trước đây tôi chuyên đóng dạng vai hiền nhu mì thì khán giả luôn muốn thấy Thanh Trúc dịu dàng nữ tính như vậy, nên tôi không thể thay đổi được. Nếu thay đổi lúc đó, có thể tôi sẽ hot hơn, gây nhiều tranh cãi và được chú ý hơn, nhưng tôi không làm như vậy. Tôi không muốn khán giả nhàm chán mình trong một hình ảnh. Đến khi tôi thay đổi, tôi muốn khán giả nhìn thấy đó là vì bản thân tôi. Tính cách của tôi không phải là hiền lành, dễ bị ăn hiếp như trong phim. Tôi cũng cá tính và đủ khả năng để thay đổi hình ảnh của mình cho khán giả chấp nhận. Diễn viên Thanh Trúc được nhiều đồng nghiệp yêu mến vì lối sống cách xa scandal và rất chăm lo cho người thân. Diễn viên Thanh Trúc chạy show tương đối vất vả, trong khi cô thừa tiêu chuẩn để có đại gia bao bọc. Vì sao như vậy? Diễn viên Thanh Trúc tự tin khẳng định: tôi sợ đại gia, sợ những gì đến với mình bất ngờ và nhiều quá. Tôi sợ sau này mình không được như mình mong muốn thì sẽ bị hụt hẫng. Tôi sợ cảm giác đó. Tôi nghĩ mỗi người ai cũng có thể tự lập được, sống không phụ thuộc và dựa dẫm vào ai hết. Tôi sợ tiền tài, danh vọng vì thấy nó rất hư ảo. Sau này lúc chết đi rồi mình đâu có đem theo được,
nên bản thân mình chỉ cần sống có ích cho xã hội. Tôi không muốn bị ai nói gì về mình, chỉ cần bản thân mình thích thì làm, chứ không để phụ thuộc vào ai. Diễn viên Thanh Trúc thú nhận, cô không bao giờ có ý nghĩ mua cái túi thật đắt tiền để xe xua. Chiếc xe hơi cũng ở mức giá vừa đủ, miễn sao che nắng che mưa để đỡ cực nhọc. Mỗi lần ra đường, cô cầm theo không quá 2 triệu đồng để chi tiêu những thứ nho nhỏ. Nghĩa là ai vẫn hình dung nghệ sĩ phải sang chảnh, phải hàng hiệu, quán xá sang thì hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy diễn viên Thanh Trúc. Diễn viên Thanh Trúc có nhiều dự án khác đang chờ, sau vai Hà trong bộ phim Chồng Người Ta. Tuy nhiên, xung quanh đều thấy Chồng Người Ta thì diễn viên Thanh Trúc có thấy cô đơn khi vẫn một mình đi về không? Diễn viên Thanh Trúc bộc bạch, tôi cũng rất mong có chồng có con để yên ổn phát triển công việc. Bây giờ tôi đang tìm một người bạn tri kỷ cho mình để cùng nhau xây dựng tương lai sau này và hiểu nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ mình hết tuổi yêu đương rồi. Tôi vẫn có suy nghĩ sẽ chọn một người có thể lo cho mình được sung túc. Nhưng tôi cũng nghĩ đến rủi ro vì những người bạn xung quanh tôi đã ly hôn gần hết. Tôi đã chứng kiến họ từ lúc có người yêu cho đến khi cưới nhau rồi ly hôn. Câu nói vui của mọi người khuyên tôi là Trúc ơi, đừng lấy chồng. Thế nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu. Tôi vẫn muốn lấy chồng để được hạnh phúc. Có thể tôi chỉ được hạnh phúc trong vài ngày hay vài năm thôi cũng được. Nhưng tôi không suy nghĩ bi quan đâu. Tôi là người biết chấp nhận thực tế. Diễn viên Thanh Trúc và chuyện tình cảm. Ngoài khả năng diễn xuất, Thanh Trúc còn được người hâm mộ biết đến qua mối tình 6 năm với nam diễn viên Khương Ngọc. Bắt đầu tìm hiểu từ năm 2009 đến năm 2012, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ nghiêm túc. Chuyện tình Thanh Trúc Khương Ngọc nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo khán giả, một trong những cặp tiên đồng ngọc nữ của làng điện ảnh Việt. Tuy nhiên, cả hai khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng khi âm thầm chia tay đường ai nấy đi. Mọi chuyện những tưởng sẽ dừng lại với kết thúc tan vỡ sau 7 năm yêu nhau, cho đến khi Khải Như, người được xem là người yêu mới của Khương Ngọc xuất hiện. Nhiều người còn cho rằng chính Khải Như là nguyên nhân gây nên tan vỡ giữa Khương Ngọc và Thanh Trúc. Thậm chí có nhiều người hâm mộ còn lên tiếng chỉ trích thậm tệ nam diễn viên Khương Ngọc. Thời gian đầu nhiều thông tin chia sẻ rằng nữ diễn viên Nhẫn Đoá Ngọc Lan hoàn toàn suy sụp và khủng hoảng tinh thần trầm trọng khi chia tay với nam diễn viên Khương Ngọc. Tuy nhiên ngay sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1986 đã đính chính lại thông tin này. Cô cho biết, rất buồn về chuyện tình 7 năm kết thúc tan vỡ của mình, nhưng vẫn không đến nỗi suy sụp như mọi người đồn đại. Là một diễn viên lý trí và mạnh mẽ, nữ diễn viên cho biết cô không cho phép bản thân yếu đuối hay ngã gục, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trong suốt thời gian 6 năm yêu nhau, cả hai cũng xảy ra không ít mâu thuẫn và nhiều lần chia tay, nên kết thúc lần này không khiến nữ diễn viên bất ngờ và suy sụp. Cô cũng không trách ai trong chuyện này cả. Tuy là một trong những diễn viên khá nổi tiếng của làng điện ảnh Việt, nhưng Thanh Trúc ít khi xuất hiện trước truyền thông. Ngoại trừ khi quen nam diễn viên Khương Ngọc, cô thường xuyên cùng bạn trai tham gia các sự kiện lớn nhỏ. Kể từ khi chia tay, diễn viên Thanh Trúc gần như sống khép mình hơn. Cô dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho gia đình và người thân. Sau những ngày tháng ồn ào khi chia tay Khương Ngọc, giờ đây nữ diễn viên càng xinh đẹp và lạc quan hơn. Hậu chia tay bạn trai diễn viên Khương Ngọc, cô cho biết cô không đặt nặng vấn đề có nên tiếp tục yêu người cùng nghề hay không. Cô quan niệm ai thương mình thì mình thương lại, ai đối xử tốt với mình thì mình đối lại như thế. Còn ai đối xử tệ với mình thì coi như họ đã mất đi một người luôn quan tâm đến họ. Cô không quan niệm mẫu đàn ông lý tưởng, tình yêu là do duyên số, nó phụ thuộc vào cảm xúc của mỗi người. Miễn sao đó là người tâm lý đủ tinh tế, hiểu, cảm thông, chia sẻ và yêu thương mình là được. Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên có mặt tại các sự kiện giải trí với hình ảnh mới xinh đẹp quyến rũ hơn, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Khương Ngọc sẽ phải tiếc nuối về tình cũ ngày càng mặn mà trước đây. Sau một thời gian sống khép mình với chuyện tình buồn, nữ diễn viên đã trở lại với màn ảnh nhỏ.